Vâng, em Khải, Enika xin chào các bác ạ. Trong thời gian vừa qua thì cái vấn đề mà công tơ mét rồi các đại lý cam kết là xe chuẩn hay không chuẩn, rồi những người mua xe có những bài viết nó rất là tiêu cực, kiện cáo nhau ở trên mạng xã hội, rồi đi đền bù nhau thế nọ thế kia, nó rất là nhức nhối trong thời gian vừa qua. Thì thôi, chúng ta mua một sản phẩm hay là chúng ta bán một sản phẩm, chúng ta biết rõ lịch sử nguồn gốc của nó như nào thì chúng ta hãy cam kết nó là chuẩn. Đó, thì khi các bác mua xe tại ở bên Enika chúng em, cái vấn đề công tơ mét bên em cũng sẽ nói rõ là không cam kết, trừ những chiếc xe mà bên em nắm rõ lịch sử của nó, tức là bác chủ xe bảo dưỡng full lịch sử ở hãng thì chúng em biết rõ lịch sử của nó, công tơ mét chuẩn là bao nhiêu thì chúng em sẽ nói rõ cho khách hàng là bấy nhiêu. Còn khi không biết thì chúng em sẽ không cam kết chiếc xe đó công tơ mét chuẩn. Mà 5 tiêu chí vàng của Enika đó chính là khung gầm, là động cơ, là hộp số, là nguyên bản, xe không thủy kích ngập nước. Thủy kích và ngập nước là hai cái khác nhau nhé. Thủy kích là xe đã bổ máy, nước đã vào máy và bổ máy ra rồi. Còn ngập nước là nước đã vào sàn xe. Thì bên em đều không nhận và loại trừ những xe đó. Thì đây là một chiếc xe Mazda 3 đời 2016. Trên đồng hồ của nó đang là 4.9 vạn. Xe không có lịch sử ở trong hãng, nên là chiếc xe này con số 4.9 vạn chỉ để mang tính chất cho các bác tham khảo thôi. Và bên em vẫn sẽ phải cam kết về khung gầm, về máy, về số rồi. Tiếp theo nữa thì các bác cũng biết rồi, trong thời gian đầu năm 2023 đến bây giờ, ở thị trường xe Mazda, cụ thể là Mazda 3 hoặc là CX-5, giá nó rất là nát luôn. Chiếc xe này bên em đang bán với chỉ có 433 triệu đồng thôi. Giá rất là rẻ và cực kỳ là hợp lý. Xe biển Hà Nội nhá, tên tư nhân và chủ xe là chủ thứ hai. Đó, xe này gốc là Hà Nội từ đầu đến cuối và bác chủ xe này là bác chủ xe thứ hai. Nhờ bên em bán hộ với giá chỉ có 433 triệu đồng thôi. Enika là một đơn vị ký gửi hàng đầu xe ở tại Việt Nam và bên em sẽ thu phí của khách hàng 1,5%. Sau khi chiếc xe này bán được, còn không bán được thì bên em cũng không thu phí. Nên là các bác khi mua xe tại bên em không sợ bị kênh giá đâu, chỉ có 1,5% mà nhân với 433 thì nó đâu đó khoảng 7 triệu thôi. Đó, chỉ 7 triệu thôi. Mà bù lại thì bên em sẽ đứng ra cam kết kiểm định chất lượng cho các bác khi mua xe. Rồi, chiếc xe này có một lợi thế, đó chính là biển số của nó khá là đẹp. Biển là 30E09219. Đó, thì khi mà bác nào mà sang tên về Hà Nội thì chúng ta chỉ cần sang tên đổi chủ thôi, biển số vẫn giữ nguyên. Quá đẹp luôn, 9219. Rồi, phần vỏ của chiếc xe này thì đã được ở bác chủ xe sơn si tút tát lại rồi. Cái này thì nó cũng không thể tránh được, sau 2023 là đã 7 năm, gần 7 năm sử dụng rồi. Đó. Ví dụ như ở đây thì bên em kiểm định chất lượng thì cánh cửa, đây xe này là độ khóa tự động này. Cánh cửa lái bên này, phần chỉ ở mép bên dưới nó đã bị dạn như này. Đây, các bác nhìn không? Chỉ dạn như này nhá. Nhưng mà đây vẫn là chỉ zin của nó, chưa chạy lại chỉ. Và chúng ta nhìn cái phần hèm bên trong nhá, nó chưa bị ảnh hưởng một tí nào. Đây vẫn là hèm zin của nó, chưa bị gò nắm gì cả. Đó. Ok, toàn bộ các phần cột kèo rồi khung xương dàn đầu của mỗi xe thì vẫn là nguyên bản 100. Kể cả những phần hốc lốp bên trong, đằng trước, đằng sau đều là vẫn zin hết của nó. Cản sau này cũng đã sơn si lại rồi. Rồi, đây là một chiếc xe mộc nhá. Một chiếc xe mộc, bên em chưa spa, chưa dọn dẹp làm gì cả. Xe vẫn còn hiện trạng đúng như thế nào bác chủ đang sử dụng, đúng như thế luôn. Đó, chúng ta đang nhìn ví dụ như cái phần lốp sơ cua của nó này, nó vẫn còn bẩn như thế này. Thì thôi, thì khi các bác lấy về thì chắc là bên em sẽ hỗ trợ một chút về về giá, hoặc là có tặng cho một chiếc thẻ dịch vụ trị giá 2,3 triệu. Chúng ta có thể spa làm đẹp xe ngay tại Enika luôn. Rồi, chúng ta xem qua phần máy một chút nhé. Vâng, em Khải xin mời các bác chúng ta xem qua phần máy của mẫu xe Mazda 3 2016. Thì động cơ của Mazda 3 được trang bị là động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên và công nghệ của nó là công nghệ Skyactiv, sản sinh ra khoảng 107 mã, hộp số là hộp số tự động 6 cấp. Vâng, và khối động cơ này bên em đã kiểm định rồi, cam kết là phần máy là vẫn còn zin, zin từng con ốc luôn. Đó, nắp dàn cò cũng chưa tháo mở gì cả và hiện tại xe cũng không bị ẩm dầu. Đặc thù của những dòng xe Mazda, nhược điểm của nó là rất hay bị ẩm dầu phớt đuôi phần động cơ. Nhưng chiếc xe này không biết là bác chủ xe đã xử lý hay chưa, nhưng mà hiện tại thì phần phớt đuôi động cơ của mẫu xe này không bị ẩm dầu, nên các bác yên tâm về chúng ta đi. Đó.
Rồi chúng ta hãy xem qua phần nội thất của mẫu xe này một chút nhé. Vâng, thưa các bác, đây là một chiếc xe mộc, một chiếc xe chưa được spa phần máy, phần nội thất của nó. Nona chúng ta hiểu là chủ người ta đang đi như nào, vẫn còn nguyên như thế, chưa mông má, chưa tút tát gì. Đó, thì khi các bác mua xe tại Eneca thì chúng ta sẽ nhìn được đúng hiện trạng của nhà như vậy. Ở đây thì phần nội thất nó có những điểm trừ như sau. Ví dụ như phần ghế da này thì nó đã nhăn nheo rồi. Bác chủ có vẻ đi cũng không giữ nên là cái phần ghế da nó hơi nhăn một chút. Tiếp theo nữa là cái phần da bọc phanh tay nó đã bị bong chóc rồi như này rồi. Đó. Ở đây thì phần vô lăng cũng thế này. Vô lăng nhá, cái phần logo của nó này thì nó đã bị mòn hết những cái này rồi. Giải pháp khắc phục cho cái này thì chúng ta có thể xử lý tại xưởng dịch vụ Eneca với mức giá chỉ khoảng tầm xung quanh từ 2 đến 3 triệu đồng thôi. Chiếc xe nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Đó, đó chính là giải pháp của những chiếc xe mà nội thất bác chủ đi nó không được giữ như này. Rồi, chúng ta tìm hiểu qua một chút nhé. 2016 thì xe chưa được trang bị là ga tự động Cruise Control. Ở đây thì chúng ta đã có đàm thoại rảnh tay rồi, lẫy chuyển số, đèn cũng chưa có đèn tự động nhé. Bắt đầu từ 2017 bản Philips thì bắt đầu mới có đèn tự động, gạt mưa tự động. Ở đây thì chúng ta có tính năng là cân bằng điện tử Idling Stop rồi. 4 túi khí giống như các phiên bản 27, 28. Đó, điều hòa auto, hệ thống giải trí là Mazda Connect. 6 loa. Đây em test thử luôn âm thanh để cho mọi người cùng. Đĩa này hơi bị xước. Ok. Thôi các bác muốn test thử thì xin mời hãy đến Eneca trải nghiệm nhá. 6 loa âm thanh cũng hay. Đó. Ở đây thì chúng ta có một cái bệ tỉ tay khá là to. Đây đồ của bác chủ đây vẫn còn nguyên này. Rồi. Thế thôi, khá là nhanh. Mazda 3 2016, biển Hà Nội, tên tư nhân, biển khá là đẹp, 9219. Giá bán chỉ có 433 triệu đồng thôi. Nếu bác nào muốn sở hữu mẫu xe này theo hình thức trả góp thì chúng ta chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 170 đến 180 triệu đồng thôi đã có thể sở hữu mẫu xe Mazda 3 2016. Em Khải, Eneca, xin chào và hẹn gặp lại.